Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ sau một buổi sáng trời có sương mù nhẹ thì đến lúc này nhiều nơi đã có nắng với mức nhiệt cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng 31 đến 33 độ, hơi có cảm giác oi nóng. Sau đó từ chiều tối đến đêm nay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nhưng có xu hướng lệch đông. Không khí lạnh xuống sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ. Cùng với mưa, nền nhiệt giảm dần, trời chuyển mát trong ngày chủ nhật cuối tuần. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội trưa nay trời nắng nhẹ và gián đoạn, mức nhiệt cao nhất là khoảng 33 độ. Đến tối và đêm nay, khả năng mưa dông xuất hiện do tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ giảm, không khí se se mát trở lại với mức nhiệt chỉ từ 23 đến 24 độ. Còn với Trung Bộ, những yếu tố gây mưa đang tạm thời suy yếu. Vì thế mà hôm nay hầu khắp khu vực trời đều nắng đẹp với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Dự báo từ chiều tối nay, khi có tác động của không khí lạnh, mưa rào và dông sẽ quay trở lại khu vực và duy trì trong cả những ngày tới. Thành phố biển Đà Nẵng khả năng về tối và đêm nay cũng xuất hiện mưa rào và dông. Còn trước đó, trưa chiều trời nắng nhẹ, không gian thoáng đãng, mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố chỉ từ 25 cho đến 32 độ. Mưa dông được dự báo cũng sẽ xuất hiện trong chiều tối nay trên khu vực các tỉnh tại Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, với lượng mưa có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Ngoài mưa dông, các tỉnh thành khu vực Nam Bộ còn cần lưu ý với triều cường đạt đỉnh trong ngày hôm nay. Mực nước triều tại trạm Phú An, Nhà Bè sẽ tiếp tục vượt mức báo động 3 từ 0,15 đến 0,2 m. Tại trạm Thủ Dầu 1, sông Sài Gòn vượt mức báo động 3 từ 0,25 đến 0,3 m. Còn tại trạm Biên Hòa, sông Đồng Nai vượt mức báo động 2. Cảnh báo tình trạng ngập úng diện rộng cho nhiều khu vực vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi khả năng xuất hiện ngập úng diện rộng do triều cường kết hợp với mưa lớn. Còn trưa nay trời vẫn có nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 33-34 độ. Về tối nay trời mát với mức nhiệt từ 25 đến 26 độ. Các loại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.